Con chào cô. Chào Thanh Vân và chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình của chúng ta. Mời cô ạ. Một rừng hoa luôn cô hả? Tôi nghe rằng là Thanh Vân đang giới thiệu một cái câu chuyện rất là thú vị. Và đặc biệt nghe rất hấp dẫn, tình yêu sét đánh. Làm sao để mà cái tình yêu sét đánh nó ở lại với chúng ta thì đấy lại là một cái câu chuyện mà có lẽ hôm nay Thanh Vân sẽ bật mí với quý vị khán giả. Dạ vâng ạ. Chúng ta sẽ cùng gặp gỡ cặp đôi ngày hôm nay và họ đã đến với nhau bằng một thứ tình yêu rất là kỳ lạ. Tức là sét đánh trúng một cái là cảm thấy yêu liền. Và trước khi gặp gỡ cặp đôi này tại phim trường thì hãy cùng theo dõi hình ảnh của họ ngay sau đây. Đó thì mình dẫn vận động viên của thằng Cần Thơ lên thành phố Hồ Chí Minh thi đấu. Thì gặp trong cái nhóm mà vận động viên ngồi chờ để chuẩn bị thi đấu á, thì mình cũng có để ý là trong đó có một cô bé rất là xinh. Trong cái thời gian mà quen nhau á, thì nói chuyện điện thoại qua lại với nhau á, thì cho tới thời điểm mà làm lễ đính hôn á, là tầm khoảng 2 tuần. Anh cho chị có cái cảm giác hạnh phúc nhất của người phụ nữ đó là được làm vợ, và hơn thế nữa đó là chị được làm mẹ của hai cháu. Cái câu mà cho tới bây giờ là chị cảm thấy hạnh phúc nhất sau 15 năm là có nghĩa là anh đi bao giờ xuống xe anh cũng nói một câu là chờ anh, để anh vô anh mua cái gì đó, bất cứ tiệm tạp hóa hay là rau củ quả gì là chị thường hay chị ngồi trên xe và anh hay nói là chờ anh đi rồi anh ra. Đó là cái câu mà chị cảm thấy hạnh phúc nhất. Dễ thương quá. Có người chờ phải không nào? Và lúc nào cũng có một người chờ đợi. Chúng ta rất là tò mò. Và có lẽ bây giờ chúng ta sẽ không để cho quý vị khán giả phải chờ lâu. Chúng ta tạm biệt nhau để chuẩn bị những câu chuyện thú vị đang chờ nhau. Cặp đôi Minh Lý và Hoàng Anh ngày hôm nay sẽ gặp gỡ tất cả quý vị khán giả ngay bây giờ. Và bây giờ thì Vân và cô Lý Thị Mai sẽ tạm biệt nhau chút xíu. Xin chào. Chào cô ạ. Cô Lý Thị Mai đã vào trong. Và thông thường á, thì một trong hai nhân vật chính của chúng ta sẽ ở sẵn ở trong cái phòng chờ để mà gặp gỡ và nói chuyện với cô Mai. Nhưng bây giờ thì họ sẽ xuất hiện ngay tại đây và Vân sẽ được chào đón họ ngay bây giờ. Chúng ta sẽ cùng gặp gỡ chị Minh Lý và anh Hoàng Anh. Em chào anh chị ạ. Chào anh. Dạ, vậy em xin mời anh bước vào trong phòng trong, anh nói chuyện với cô Mai nhé. Tí xíu nữa mình gặp nhau ạ. Bữa nay tại đi quay đó, thành ra kiểu ảnh hơi lúng túng một chút xíu, chứ đúng ra là anh phải nói với chị là chờ anh, anh vô trọng xíu anh ra, đúng không anh? Giờ anh nói cũng được, ở ngoài này cũng nghe được á anh. Em chờ anh chút xíu nha, anh nói chuyện với cô Mai tí anh ra. Thiệt đó chứ, trời ơi tôi người ngoài tôi nghe mà tôi còn muốn tan chảy nói với người trong cuộc đúng không chị? 15 năm rồi là lúc nào cũng được nghe câu này, phải không chị Minh Lý? Dạ, mình cứ hỏi anh đôi khi hỏi anh như Ủa anh sao em bỏ đi hả? Hay sao mà cứ lúc nào cũng bảo chờ mà có bao giờ đi được đâu? Mà chị rất là đẹp, chị có một gương mặt bừng sáng, nên em nghĩ là chắc là cái điều này nó cũng là một trong những lý do khiến cho anh kiểu xét đánh trúng một cái là ngay và luôn quyết định. Không phải, vì lúc đó là Lý không cho anh suy nghĩ. Lý do là như này, lúc mà anh ấy tỏ tình á, là mẹ nói là nếu như mà cái người đó có muốn đến với con á, là đi xuống dưới quê là bắt đầu là ra mắt cha mẹ, xong rồi là nói bên gia đình là qua cưới, chứ mẹ là không cho quen. Nói thật lòng là vì cha Lý sợ là Lý thất tình á. Tức là muốn là vì, nhanh gọn như vậy cũng là có lý đúng do. Đúng rồi. Vì thật chắc ra là lúc đó anh Hoàng cũng đẹp trai, anh Hoàng Anh cũng đẹp trai. Nói chung là nghề nghiệp hẳn hoi. Nên là tự cứ không mà lý do làm sao mà lại phải thương một người con gái giống như Lý. Nên là ba nói là thôi người ta giống như là ngày hôm anh về nhà Lý chơi á, là ngày đó ăn cỏ đám giỗ bà cố bạn bè ba đến vậy á, nhưng mà hôm đó ba không nhậu mà ba cứ có cảm giác buồn á. Ba hỏi là sao mà như vậy thì ba nói là vì thấy cái người con trai này á, họ thứ nhất là họ đàng hoàng với lại như vậy á, mà chắc gì là họ thương con thiệt mà
nếu như họ không thương con thiệt mà ba sợ con thương người ta. Em hiểu. Ừ. Rồi lỡ con thất tình á, con không có chỗ, giống như con không có biết bài tỏ hay là con đi đâu đó để cho tâm lý của con được thoải mái. Rồi lỡ con nghĩ tới con đường cùng thì sao? Cái lúc đó Lý cũng suy nghĩ, người ta thất tình có thể người ta đi đâu đó cà phê hay là dạo mát để người ta tháng hoặc bạn bè, nhưng nếu Lý thất tình thì sao? Lý không có chỗ để đi mà biết đi đâu. Lúc đó cha nói vậy Lý lên Sài Gòn suy nghĩ nhiều lắm. Rồi anh gọi điện lại thì Lý nói, nếu mà anh thương em thiệt thì anh nói ba má tới cưới, chứ em không dám quen. Thì anh mới nói là ui, anh mới biết em có một tuần à, mà bây giờ nói ba má tới cưới thì nó cũng khó lắm, để anh từ từ. Thì Lý nói hả, nếu như vậy thì Lý nghe điện thoại nữa. Vì đặc biệt đó là lúc đó là Lý cũng thích anh ấy. Anh ấy nhỏ nhẹ mà anh tình cảm lắm, chứ không phải là anh dò dã hay là anh như thế nào. Cảm giác mỗi lần nói chuyện với anh là nó ấm áp một cách kỳ lạ. Nhưng mà Lý cũng biết là nếu kéo dài thời gian này, người sẽ đau khổ sẽ là mình. Nên là Lý dừng lúc đó. Ê, xong hai ngày sau anh gọi nhưng Lý cũng không nghe. Rồi bắt đầu là tiếp tục, sau đó là anh ấy từ Cần Thơ chạy lên lúc 2 giờ sáng, anh ấy đi chạy lên tới trên Sài Gòn là khoảng tầm hừng sáng á, là 5 giờ mấy 6 giờ. Mình nhìn thấy con người anh bụi bặm ấy, mà nhìn thấy thót lắm kìa. Anh hỏi anh dẫn lên, anh hỏi thiệt là Lý có thương anh không? Có như thế. Cái câu đó Lý nói, cái câu đó phải để em hỏi. Vì anh có thương em thật không? Mà hay là vì một thoáng gì đó, có thể là hồi Lý còn nhỏ, cái mặt nó cũng xinh xinh á. Bây giờ cũng xinh lắm chị. Nên là mình nghĩ là anh ấy thoáng một cái giây phút nào đó nè, cái người đàn ông bao giờ thấy cái gì đẹp, cái gì hoàn mỹ thì chắc có lẽ là lọt vào mắt họ. Nhưng mà lúc đó Lý hỏi anh vậy thì anh nói là thật chứ gạch, thương em là vì thấy em đẹp á. Anh nói vậy còn phần còn lại của em thì sao? Yeah. Thì anh nói là thật chứ ra là thứ nhất là ổng cũng có rất là nhiều người yêu chứ không phải là không có. Nhưng mà ổng hiểu sao ổng nói cảm nhận được em một cái gì đó. Rồi lên tạm thời là hai đứa chấp nhận như vậy. Xong rồi về với ba mẹ, anh nói với bà dì Tư đó. Rồi bà dì Tư mới thỏ thỉ với bà ngoại, rồi bà ngoại mới nói lại với mẹ. Yeah. Thì mẹ mới nói là tại sao nó có cái suy nghĩ kỳ lạ vậy, tại sao nuôi cho ăn học tới chừng đó rồi, tại sao bao nhiêu thứ mà không suy nghĩ lại đặt để cho mẹ một cái suy nghĩ khó đó như vậy. Mà bây giờ nó phải con bé kia nó đi được chút đỉnh cũng không nói, mà này nó không đi được luôn, là mỗi lần đi là anh phải bế không à. Là lúc đó mẹ không ghét bỏ nhưng mà mẹ không chấp nhận. Em hiểu mà, phụ huynh mà. Đúng rồi, cũng muốn con mình có cái đời sống hôn nhân nó thuận lợi. Nhưng mà thương mẹ có cái là mẹ không chấp nhận, nhưng mẹ không hề nói nặng nhẹ mình một tiếng nói nào hết, hay là mẹ cũng không nói sau lưng luôn. Mẹ chỉ nói bây giờ con suy nghĩ đi, con suy nghĩ thiệt kỹ là sau này cuộc đời của con là vừa ẵm vợ rồi ẵm con có làm được điều đó không, rồi con bé đó nó có sinh được hay không là một chuyện khác nữa. Nhưng mà cái nguyên nhân đầu tiên đó, mẹ không đồng ý là vì sao? Tại vì thứ nhất là con là con trai trưởng trong nhà, thì có hai đứa thôi, nhưng mà đứa nhỏ thì nó mất rồi. Còn anh trở thành con trai duy nhất trong gia đình. Dạ vâng. Nên là mẹ nói cô hiểu. Mẹ nói là con xin lỗi cô. Không sao ạ, không sao. Mẹ nói là mày như thế này mà mày cưới vợ gì về rồi sao làm dâu rồi các thứ. Dạ vâng. Thì nói chung là con cũng có nói với mẹ là thì thôi con chấp nhận thì mẹ chịu giùm con, tại vì con chấp nhận như thế thì con sẽ cố gắng lo cho vợ của con. Dạ. Dạ chứ chị. Là bây giờ mẹ cho con suy nghĩ một tháng, nếu con suy nghĩ một tháng mà con cảm thấy vẫn quyết định được điều đó thì là mẹ chấp nhận. Thì anh đâu có suy nghĩ một tháng, anh suy nghĩ có một tuần à.
Mà cũng do cũng là một điều kiện thôi. Từ chị nữa. Dạ, thì là anh ấy nói là mẹ hay con chấp nhận bé đó. Con mẹ thương con, mẹ đi qua mẹ hỏi cưới đi. Dù cho tôi xin đưa em đến cuối cuộc đời, dù cho mây hay cho bão tố có kéo qua đây, dù có gió có giá lạnh đây, có tuyết buồn lây, có lá buồn gầy, dù sao đi nữa, tôi cũng yêu em. Bắt đầu là bên chồng qua hỏi cưới thì là người ta thường đi xem mắt là người ta chỉ đi có 3 đến 4 người, còn này đi xem mắt mà đi 10 người. Đi rất là nhiều, qua bên nhà em cũng thấy là lạ luôn á. Thế xong á, mẹ gặp em á, mẹ không có cảm giác gì, tự không mẹ gặp em mẹ khóc. Mẹ chồng á, tự không mẹ gặp em mẹ khóc, mà hỏi chứ sao mẹ khóc. Mà nói giờ mẹ cũng không biết cảm giác sao, giống như là không chấp nhận thì thấy tội nghiệp con, mà nếu chấp nhận thì tội nghiệp cho mẹ. Mẹ bảo như vậy. Lúc đó đi nói, nếu mà mẹ cưới con cho anh Hòa thì là mẹ xin con ra lần nữa. Mẹ cho con được làm mẹ. Mà bản năng của Lý từ nhỏ, Lý rất thích bé. Nhưng mà bên Lý á, thì là cô dì dượng là không chịu, vì sợ là anh này anh bỏ Lý. Ví dụ một khoảng thời gian nào đó, nếu tình yêu nó không thật thì sẽ không có đủ kiên nhẫn để mà chăm sóc một người giống như Lý. Nên là mẹ nghe Lý nói vậy á, mẹ không suy nghĩ gì hết á, thế là mẹ chấp nhận. Mẹ chấp nhận xong rồi cái mẹ đi coi ngày cưới luôn. Là chỉ có 2 tuần là Lý với anh làm đám hỏi. Nói chung là Lý cảm ơn mẹ. Ông biết mẹ hiểu Lý như nào thì có lẽ là mẹ không có nói. Nhưng mà mẹ cho Lý một cái thiêng liêng nhất là của người phụ nữ, là Lý biết làm vợ và làm mẹ, là Lý hạnh phúc vì điều đó. Cho mãi tới bây giờ Lý giống như cũng cảm ơn mẹ. Mẹ chồng của chị nghe được những điều này sẽ rất là hạnh phúc. Rồi từ lúc cưới nhau tới bây giờ là bao nhiêu năm rồi chị hả? 15 năm. 15 năm. Có lúc nào cái suy nghĩ rằng là sợ ảnh bỏ mình, nó có bao giờ nó lặp lại một lần nào nữa không ạ? Tại vì thường Lý suy nghĩ vậy nè. Khi mà lấy anh là cũng đã suy nghĩ tâm lý trong cái sự suy nghĩ của mình á, là cái người bình thường họ giữ đã khó rồi, huống chi một người khuyết tật như mình mà để giữ chồng vĩnh viễn thì chắc cái điều đó nó khó lắm. Chỉ có anh ấy muốn giữ mình bên mình hay không thôi, chứ mình không được cái quyền giữ anh ấy ở lại bên mình. Thật chứ là Lý chưa bao giờ Lý nghĩ rằng là Lý giữ chồng, mà quan trọng là chồng Lý có muốn giữ Lý ở bên thôi. Nhưng mà chị vẫn có quyền đó mà. Một khi mà con người ta muốn thay đổi thì mình giữ đâu được. Mà bây giờ Lý nói với anh ấy là giống như là, thứ nhất là đánh ghen là em không có bản năng, thứ hai ly rình là em lại càng không có được điều đó nữa. Đó, nên là em không làm được điều khổ đó. Tâm lắm. Ôi đúng rồi, thật sự cái người bình thường mà nghe một cái gì đó em muốn bắt xe ôm đi, nhưng Lý thì không. Làm sao mà làm được cái điều đó ngoài tầm tay em. Ê, anh nói là nếu như anh có làm gì mà nếu cái người phụ nữ kia mà tốt hơn em, hay là giống như là chừng ấy anh sống với em là hầu như anh chăm sóc em, chứ em không có chăm sóc anh được nhiều như những người khác. Đó, mà nếu người phụ nữ thứ ba mò chen vào á, mà anh có đi với người đó thì nói hận là không hận, nhưng mà hỏi buồn không thì có. Không dám không hận đâu. Không, nói tới đó là thù luôn á chị. Vì cảm giác như thế này nè, anh ấy cho mình quá nhiều rồi. Thật chất là cho quá nhiều. Nên bây giờ nếu cái người kia chăm sóc tốt hơn mình thì nói hận là không có hận.
Tại vì từ ngày mà Lý lấy anh ấy là Lý chưa khổ một cái gì. Thậm chí đường đi nước bước của Lý là còn tốt hơn ngày xưa. Lý ở với bố mẹ, ở với bố mẹ là đâu có dám kêu bố mẹ ẵm, là Lý phải tự xử hết. Vì bố mẹ cũng có tuổi rồi làm sao ẵm. Nhưng mà từ ngày lấy anh không cho tự đi một lần nào. Là đó là mình thấy người ta chăm mình còn hơn là người nhà người ta nữa. Nên là nếu như một người phụ nữ khác mà có thể chăm anh ấy tốt hơn mình thì không có buồn, giống như không có hận. Nói vậy thôi nhưng mà sẽ buồn nha. Nói mình yêu sẽ sâu đậm quá rồi mà làm đúng sao rồi. Mình chịu được. Nhưng mà đó là mình nói những lúc mình tự nhiên mình suy nghĩ kiểu phụ nữ mình nghĩ lung tung vậy thôi. Chứ người ta vẫn sờ sờ kế bên mình, người ta vẫn ẵm mình đó, có đi từ đó tới đây thôi. Mà cũng có cái xe để đẩy vô mà anh cũng đâu có chịu, anh cũng phải bế chị vô. Bởi vì người ta yêu mình thật. Đúng rồi. Chỉ có tình yêu thật mới có thể kiên nhẫn mà có thể chăm sóc mình như vậy. Chứ nếu mà yêu một ngày một bữa chắc không được vậy đâu. Dạ đúng. Thực sự ra khi ngoài cái mình đến với nhau, ngoài cái gọi là cái tình tự nhiên á, thì Hoàng Anh quý nhất Minh Lý ở điểm nào? Nói chung là bà xã con thì được rất chi là ngoan và lễ phép, và nói chuyện cũng biết trên nhường dưới á. Dạ. Hợp tình hợp lý người ta gọi là vậy. Một cái nghệ thuật ứng xử tốt trong gia đình. Dạ đúng rồi. Và vì vậy cho nên đã thu phục được cái tình cảm của mẹ con. Lúc đầu thì mẹ chỉ vì sự lo ngại thực tế của tụi con thôi. Nhưng mà sau đó thì mẹ đã hiểu và mẹ thương. Đồng thời thì trong cái chuyện vợ chồng đó, thì những lúc mà mình hờn giận nhau đó, thì không biết là mình thường thường với cái vai trò là nam giới trong gia đình, thì Hoàng Anh đã hóa giải nó như thế nào? Tại vì thật sự nói cô hai chồng thì ít khi nào giận nhau lắm. Tuyệt hình vời. Như là chỉ có ví dụ như bất đồng ý kiến, ví dụ như là tính toán làm ăn cái này kia thì thì có vài dạ, câu có hơi khó chịu rồi thôi bỏ rồi bắt đầu tính đường khác, chứ không phải là hơn 15 năm nha. Rồi nhưng mà chỉ có những cái lúc mà hơi lớn tiếng một xíu thôi. Dạ lớn tiếng giống như là cái việc công việc làm ăn, ví dụ như mình tính hay là mình huấn luyện cái gì đó không hợp lý thì mình, ví dụ như cái vợ con nói với con như thế thì con không chịu thì thôi thì bỏ qua cái vấn đề đó, là tính cái đường khác thôi chứ không phải là cự cãi chứ gì trong gia đình. Nó không có nặng nề. Dạ, cho nên là cô hình dung ra trong gia đình đó, hai cháu được hưởng một cái bầu không khí khá là bình an, đúng không ạ? Dạ. Cũng là yêu sét đánh đó. Nhìn một phát là yêu ngay nó rồi, đặt để làm sao đó là phải cưới rất là gấp. Nhưng cuối cùng thì tình yêu đó nó còn lớn lao hơn cả cái tình yêu theo cái quy trình thông thường nữa. Hai bé nhà chị là mấy tuổi rồi ạ? Một bé lớn là 14 tuổi, bé nhỏ là 8 tuổi. Nhưng mà cái mà Lily nhớ nhất trong đời là giống như cái mình làm không được cho anh ấy mà lúc nào anh cũng làm cho mình được, là có một lần anh bị bệnh á, giống như bị bệnh mà kéo dài mà không hết. Xong anh đi bệnh viện, mà anh đi bệnh viện mà là mình không là người chăm sóc, mà nhờ một con em dâu nó chăm sóc giùm. Giống như buổi sáng thì anh ở trong bệnh viện một mình, rồi chiều là em dâu mang cơm, rồi tối em ruột có vô ngủ chung. Ê, anh ở được một tuần rồi anh nói là anh nhớ mình mà mình sao đi vô được. Ê, em nó nói gì thôi để em chở chị Tư vô. Nó chở vô, ổng xách chai nước biển, ổng đi ra ngoài đầu đường đó, ổng gặp mình vì mình cũng không vô được. Hồi đó thật sự là điều kiện không có, đi xe máy đâu có xe lăn, nên là phải ngồi ở lan can ở cổng bệnh viện á. Rồi bắt đầu anh xách chai nước biển, anh đi ra, anh nói để chị Tư ở đó rồi anh đi ra. Lúc đó là mình thấy xót xa nhất. Bởi mình nói trên đời này nếu được ước, em ước cái gì em cũng bệnh hết, anh đừng bệnh gì hết trơn, anh khỏe mạnh cho tới lúc em chết. Chứ mà nếu em chứng kiến như này, cái cảm giác đó, giống như là anh nằm trong bệnh viện còn mình ở nhà, cái cảm giác khó chịu vậy. Bởi cái gì Lý nói, có thể công việc thì cái gì anh làm cũng được, nhưng mà bệnh hoạn anh đừng bệnh, anh để cho em bệnh hết đi. Không, chị như thế này là đã phải chịu rất nhiều thiệt thòi rồi. Chị cần phải thật là khỏe mạnh và hạnh phúc, tại vì đó là điều anh ấy muốn. Giờ mà hỏi chị yêu chồng mình vì điều gì nhất cũng khó à. Có quá nhiều điều để yêu đúng không chị? Mà yêu nhất có không? Có. Là cái câu anh thường hay nói á, là cứ ngồi đây chờ anh. Trời, em cũng nghĩ cái câu đó xứng đáng để yêu thiệt. Nói chung là bây giờ em không để chị chờ thêm một giây, một phút nào nữa.
em sẽ mời anh ra đây ngay để gặp chị nhé. Cô Mai ơi, chào anh ạ. Vừa rồi đó thì bắt đầu từ cái câu chuyện mà Thanh Vân ngồi ở đây mà cũng ráng nói vào phòng trong là hãy nói đi Hoàng Anh, hãy nói cái câu là chờ anh đi. Thì không biết là mình nói chờ nhau cả đời rồi nhưng mà cũng phải ráng nói được câu đó. Câu đó có phải là một cái điệp khúc mình nói mà mình tới giờ mình vẫn cảm thấy sao ạ? Dạ, hình như là câu thường ngày mà trên cửa miệng của mình. Như vậy thì cái người mà nghe thường ngày ở cửa miệng của mình đó, thì Minh Lý thấy sao? Cái lúc nào con nghe câu đó là con cái cảm xúc. Như vậy là rõ ràng là hạnh phúc nó đơn giản quá, phải không ạ? Dạ. Mà có thể những người đàn ông khác tuyệt vời như thế nào con không biết, nhưng mà đối với con là người đàn ông này là tuyệt vời nhất. Dạ, cho nên cảm xúc vẹn nguyên. Tại con với ảnh là 15, 16 năm nay là không gây lộn. Nghĩa là vợ chồng chưa một lần to tiếng. Chỉ có con tự giận, tự kiếm chuyện con giận thôi à. Đúng. Riêng anh Hoàng á là giống như là ảnh không có thích căng thẳng. Có nghĩa là nếu mà chỉ cần em buồn chừng khoảng độ nửa tiếng thôi là anh ấy không chịu nổi rồi. Là thôi thà là tự năn nỉ đi, để anh năn nỉ xong rồi là cuộc sống nó trở lại bình thường, nó vui vẻ bình thường. Em thường là giận là ít nói, em thì không nói. Nhưng mà ảnh đã ít nói rồi mà em không nói nữa là thôi luôn á. Thấy không khí trong nhà nó nặng anh chịu. Giống như là có nguyên một cái tảng đá mà nó nằm ở trên cái nhà bởi rất chi là nặng. Không giận nhau là vậy. Cho nên là tự làm hòa. Mà một người tự giận mà một người tự làm hòa. Đấy, như vậy là họ gặp nhau. Và những cái câu chuyện này nghe nó nhỏ lắm, nhưng mà rõ ràng không phải cặp vợ chồng nào cũng đạt được cái điều đó. Vấn đề quan trọng ở đây đó là các bạn không giận hờn nhau, mà tình yêu thì nó có phai nhạt đi không, hay là nó tăng dần theo năm tháng, mình lại thấy mình yêu hơn sau cái sét đánh? Theo bản thân con nha, thì yêu nhiều hơn lúc xưa. Cái câu này là mới nghe nè. Chi là nhiều. Đó, thấy chưa? Cháu cũng chia sẻ. Như vậy thì rõ ràng đây là một gia đình mà chúng ta thấy được ở đó một sự ấm áp. Em cũng nghĩ như vậy. Em chúc cho anh chị sẽ mãi bên nhau như thế này, luôn luôn hạnh phúc, luôn luôn nói những lời yêu thương, nói lời chờ đợi nhau. Bởi vì nhiều khi cái điều mà nó lặp đi lặp lại, người ta sẽ thấy nó là một cái điều nó quá bình thường đi, nhưng mà nó thật là đáng quý. Chúng ta mà thử bỏ ra khỏi đầu mình những cái điều như vậy thì cái cuộc hôn nhân của mình có thể nó sẽ rất là vô vị, rất là tẻ nhạt. Mà anh chị vẫn giữ được nó cho đến giờ phút này thì nó thật sự rất tuyệt vời. Và các con của anh chị cũng sẽ giống như anh chị vậy, cũng sẽ trở thành những đứa trẻ có trách nhiệm với gia đình, biết yêu thương chia sẻ và không có nề hà những cái khó khăn. Và đó là nền tảng để chúng ta xây dựng gia đình ấm áp. Một lần nữa xin được cảm ơn anh chị rất nhiều vì ngày hôm nay ạ. Thưa quý vị khán giả, chúng ta đã có một câu chuyện thật đẹp cùng với anh Hoàng Anh và chị Minh Lý. Và câu chuyện này chắc là cũng sẽ có rất là nhiều người đón xem và cùng chia sẻ, bởi vì Vân tin rằng là những điều tốt đẹp như thế này xứng đáng được lan tỏa. Và xin cảm ơn cô Lý Thị Mai đã đồng hành cùng con trong chương trình này. Hy vọng là quý vị sẽ luôn đón xem Mảnh Ghép Hoàn Hảo. Chúng tôi xin được gửi lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị tại Mảnh Ghép Hoàn Hảo.